Bay Bay giờ là cốc gì mà không lùi bà. Cốc trà sữa Việt Quất đó cháu ạ. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà sẽ làm cốc trà sữa Việt Quất siêu to khổng lồ các cháu nha. Đây, quê bà nó long lắm. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của cốc trà sữa Việt Quất hôm nay này. Đây là trân châu này. Thế còn đây là sữa khô này. Còn đây là gói hồng trà này. Còn đây là chai si rô Việt Quất này. Còn đây là mứt Việt Quất này. Đấy, và bà có cho thêm tí đường trắng để cho cái món trà sữa nó thêm vị ngọt nhá. Thì các cháu ơi, còn đây là chiếc cốc huyền thoại này. Wow, 60 lít đấy. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bây giờ bà sẽ đi nấu nước trà trước nhá. Sau bà luộc trân châu đấy. Thì các cháu mà xem clip này có thấy hay, like và chia sẻ video thì nhiều giúp bà nhá. Bà làm rồi bà mời tất cả các cháu tới đây uống cho nó mát nhá. Rồi với bà cho nó vui. Thôi bà đi thực hiện luôn nào. Thôi đi. À, các cháu ơi, bây giờ bà đi nấu nước hồng trà nhá. Đấy, nước nó sôi rồi. Wow. Rồi bây giờ bà bỏ trà vào nào. Sao bà nhấc ra khỏi bếp không có lồng nhá các cháu nhá. Rồi bây giờ bà sẽ nhấc ra khỏi bếp thôi các cháu ạ. À, các cháu ơi, đây nước hồng trà bà đã lọc hết rồi đây. Thơm lắm các cháu ạ. Thì bây giờ bà sẽ bỏ đường mấy lại sữa khô vào nhá. Đây là đường này. Đấy các cháu ạ, bà khoáng nó tan lên. Rồi bây giờ bà bỏ sữa vào nhá. Bà lại bỏ sữa vào. Đấy, bà bỏ sữa khô vào lại. Bà bỏ dần dần thôi. Đấy, chứ không bỏ cả nhiều lúc được. Rồi, thấy chưa? Thơm chưa? Các cháu ơi, các cháu nhìn giống nước trà sữa chưa? Thơm lắm. Ngon đấy. Rồi, bây giờ bà lại đi nấu trân châu nhá các cháu nhá. Các cháu ơi, bây giờ bà luộc trân châu nhá. Nước nó sôi rồi. Đấy, trà sữa Việt Quất hôm nay là không thể thiếu trân châu được. Rồi, bây giờ bà bỏ trân châu vào. Ngon đấy. Là bây giờ bà xôi lên cho các cháu nhìn nào. Đấy, cháu thấy chưa? Ngon chưa? Thơm thế. Đấy, bây giờ bà đậy vung vào nhá, cho nó sôi lên. Xong bà ủ trong vòng 15 phút. Các cháu ơi, đấy bây giờ nó sủi rồi các cháu ạ. Được rồi đấy. Các cháu này. Đấy, khả năng là bà nhấc ra khỏi bếp bà ủ 15 phút thôi. Các cháu ạ, đấy, nó sủi rồi. Các cháu ơi, trân châu ở đây bà vớt ra khỏi bếp phải thơm lắm. Bây giờ bà sẽ bỏ đường vào nhá, để bà ướp thêm vào, để cho nó ngấm vào trân châu. Khi bỏ vào trà sữa Việt Quất ăn cho nó ngon nhá. Đấy, các cháu thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Bà lại ướp ở đây trong vòng 15 phút nữa. Đây, trân châu đen nhẫy luôn. Các cháu nhìn thấy ngon chưa? Rồi bây giờ bà đi pha cốc trà sữa Việt Quất nhá các cháu nhá. Đấy. Các cháu ơi, đấy nguyên liệu của cốc trà sữa Việt Quất này bà đã sơ chế xong hết rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà sẽ bỏ vào chiếc cốc 60 lít này để thưởng thức thôi, uống thôi nhá. Thì bây giờ trước tiên là bà sẽ bỏ trân châu vào này. Cháu giúp bà cái. Vâng. Đấy các cháu ạ. Nó rất là thơm để bà lấy. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bỏ mứt Việt Quất vào các cháu nhá. Đấy, trước khi bỏ vào đây các cháu nhìn này. Lấy bà cũng mở ra rồi mà các cháu ạ. Đấy các cháu ạ. Nó thơm lắm đây nhá. Bà cho các cháu xem này. Nhưng mà các cháu ơi, trước khi bỏ vào cốc thì bà sẽ quét vào vùng quanh cốc để nó tạo thành một cốc trà sữa Việt Quất nó hấp dẫn nhá. Nó ngon miệng các cháu nhá. Đây các cháu nhìn này. Đấy bà quét như này. Bà cũng bắt chiếc các bác ở nhà hàng đấy. Các cháu thấy hấp dẫn chưa? Đấy, thơm lắm các cháu ạ. Rồi các cháu ơi, đấy bà đã bỏ vào cốc rồi là tạo độ ngon của cốc ở đây. Các cháu nhìn thấy bà khéo chưa? Đấy, bây giờ bà sẽ bỏ đá vào nhá. Các cháu ơi, cái cốc 60 lít này hơi tốn đá luôn. Hiệu vỡ cốc. Bà bỏ đá vào. Đấy. Đấy.
bà cho túi nữa thôi. À, các cháu ơi, bà đã bỏ đá vào rồi đấy. Wow, các cháu ơi, nhìn nó mát rồi. Bây giờ bà sẽ bỏ si rô Việt Quất vào, các cháu nha. Wow, thơm lắm các cháu ạ. Rồi, bà cho thế thôi. Đấy, bây giờ bà sẽ bỏ trà sữa vào. Wow, các cháu lại. Wow, đấy. Ngon đấy. Rất là thơm các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy các cháu nhìn cốc trà sữa Việt Quất này, nó chuyển màu này, các màu luôn này, các cháu nhìn hấp dẫn chưa? Wow, đấy. Các cháu nhìn thấy ngon chưa? Wow. Các cháu ạ, bà làm nhẹ nhàng thôi, đấy. Các cháu ơi, sắp đầy rồi. Wow, các cháu thấy chưa? Cháu Quân nghiêng nghiêng cho ông lên, nghiêng cho ông lên. Đây bà ơi. Cháu Quân đã bao giờ được uống trà sữa Việt Quất chưa? Con chưa bà. Bà ơi, hôm nay con có cái áo của bà đeo Áo bà Tân Vlog à? Đấy. À, thế này cháu xinh ghê nhỉ. Đấy, các cháu thấy ngầu chưa? Wow. Tiết này mà có cốc này thì đã lắm bà nhỉ. Đúng rồi. Wow, bà ơi, bà ơi, đây là cốc gì mà khổng lồ ấy bà? Cốc trà sữa Việt Quất đấy cháu ạ. Cháu đây. Lâu lắm hôm nay mới gặp bạn Bách đấy. Đúng rồi. Bạn dạo này đi ra đâu mà thủ đô à? Các cháu ạ, cháu bạn Bách mới ở thủ đô về, trắng lắm. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong ngôi là cốc trà sữa Việt Quất rồi. Các cháu thấy này, màu các loại màu đây, sắc này hấp dẫn chưa? Đấy. À, bà làm hôm nay cái cốc này không khác các bác nhà hàng nhá, đấy các cháu nhá. Các cháu mà xem video này thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món trà sữa Việt Quất với bà nhá. Vâng ạ. Wow, các cháu ơi, wow, mát lắm đấy. Hôm nay là lần đầu tiên bà làm cốc trà sữa Việt Quất các cháu nhá. Wow. Mát cháu đây nhiều đấy bà nhờ. Đấy. Hả? Cháu hẹn như vậy. Cháu kể rất nhiều rồi. Các cháu ơi, thế em thì cũng phải từ từ. À, bà nhà hàng à? Bà nhà đấy, ông Việt Quất nhá. Việt Việt kiều Đức về đây. Các cháu ạ. Rồi, thì các cháu ơi, bà chào tất cả các cháu nha. Thì các cháu ơi, đấy, cốc trà sữa Việt Quất đã xong rồi đây các cháu này, bà khoáng nó tan hết lên rồi đây các cháu nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu thưởng thức với bà nhá. Bà múc ra bà múc ra bà mời các cháu nhá. Wow, các cháu này thơm lắm. Wow, đây cháu Hương mời các bạn nhá. Đây. Wow. Này cháu Hương đưa cho các bạn. Cốc thứ hai là mới vào được chân trâu. Chân trâu giờ là nó hụp ở sâu lắm các cháu ạ, không lên được. Đây, đây, bên kia, bên kia. Bên kia. Con cháu chạy là. Đây, cháu Quân đưa đi. Đây, các cháu ơi. Đây, cháu Lâm đây. Cầm, 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 cầm. Bà ấy bảo hôm nay trời đang nóng. Đang nóng. Tuyệt vời luôn. Các cháu à. Đấy. Hôm nay mấy bà cháu là phải uống hết với bà. Vâng ạ. Cháu phải uống 3 cốc với bà. Bà cốc ý thế. Anh có mấy cốc? Chân châu ấy. Con phải uống chung cốc. Có chân châu. Có chân châu. Cốc ý thế. Chân châu ấy bà. Có người đi ra tôi đứng ra. Wow. Cháu Trường mang hộ bà cái chìa dài để bà quấy chân trâu lên, nó hú sâu quá. Wow, rất là thơm các cháu ạ. Cháu khoáng ngay khoáng chân trâu lên. Xem là chân trâu nó hụt trâu lắm các cháu ạ. Wow. Wow. Chân trâu bây giờ là húc lên, húc lên, cháu cho chân trâu lên đi. Wow. Wow. Cháu Quân. Cháu cứ khoáng lên. Khoáng lên đi. Cháu cứ
đâu có khoáng lên, khoáng lên thì mới lên được. Chân châu rồi. Chân châu. Đây, chỗ ốc đây, chỗ ốc, chỗ ốc. Nào, cho em bé trước nha. Wow, chân châu này. Rồi, rồi. Cháu là hôm nay mấy bà cháu phải uống hết đi về. Uống hết đi về. Không say không à. Không say không à. Ngài đây thì cháu làm. Vâng, bà ơi, cho bác Ngàn và bà là à. Bác Ngàn ở Mỹ về đấy. Bà ở Mỹ về. Ở nhà quá. Bác Ngàn đây. Đấy đấy. Bà lưu cho chị Hương. Bà là Việt Kiều Mỹ. Cháu. Bà nhà ở bên Mỹ có được thưởng thức món trà sữa thì có bao giờ mà. Anh ơi. Ê. À bà nội ơi hả? À đây cháu nội đây. Con đâu muốn để em đâu. Ờ. Wow, lại đây. Wow, các cháu ơi. Wow. Bà cái cháu luôn đây. Ê. Muốn chờ gì? Bà cháu ạ. Ê, lại bà cháu cho chân lên giúp mô đây. Xin. Ui dạ vâng á. Ui trời ơi, ngon quá rất. Wow, lại bà mời cháu đây. Cho lấy cốc nữa lên. Wow. Lại bà cháu đây. Ăn nước nhiều hơn á. Này đây, thế đây bà lại mời con đây. À bà con à. Ăn nhiều chân châu đi. Wow. Rất nhiều chân châu luôn. Đấy, ai. Đấy chưa. Cho bà cái thìa con đây. À đây rồi. Nào nào nào, cháu con đủ chưa? Cháu bác đủ chưa? Đủ rồi. Rồi. Rồi, bây giờ các cháu đủ chưa nhỉ? Dạ, đủ rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ bà mời tất cả các cháu uống trà sữa Việt Quất với bà nhá. Bây giờ bà mời các cháu nào. Mời các bà. Wow, các cháu ơi, nó ngọt vừa phải chứ, nó thơm vị Việt Quất. Wow, các cháu ạ, rất là ngon luôn, vào Ấn Độ tỉnh người luôn. Bây giờ bà sẽ thưởng thức món chân châu xem nào. Mát lạnh luôn các bà nào. Ngon, thơm vị Việt. Chân châu mềm sâu, các cháu ạ, ồ ngon, dai dai, dẻo dẻo, ồ tuyệt vời. Các bạn ơi, trà sữa rất là thơm, ngon nhá, đặc biệt là có thêm vị Việt Quất rất là chua chua hay. Và chân châu thì rất là mềm các bạn ạ. Ngon lắm các bạn ơi, mời các bạn nhá. Ngon lắm. Hả? Cô Tân mời fan của chú Quyết nhá. Rồi, xin cảm ơn bà Trân với bà Hương nhá. Nhiều thật, cháu bà Trân châu bà cho hơi ít biết nhá. Bà quên cháu trai. Cháu có hứa. Hả? À, cho cháu có hứa hả? Mình mời tất cả các bạn nhá. Con là con gì chú bác trên cả nước nhá. Trên cả nước nha. Wow. Này. Mình mời các bạn các bạn. Đúng rồi, mang bà múc ra. Mát lắm các bạn ạ. Nó có mùi Việt Quất nhá. Mùi uống vào nó sảng khoái các bạn nhá. Ngon. Ngon. Mấy người. Wow. Cháu với mày đi nhá. Chuẩn phúc nó toàn tan. Ừ. Đúng rồi. Chân nước hả? Rồi chào bà tí nhá. À, cháu thích chân châu à? Trời ơi, này bà làm một cái cốc này thì quá tuyệt vời mà mát mát dễ chịu các bạn nhá. Quá tuyệt vời. Rồi rồi rồi. Nào, đấy. Bà xin cốc à? Wow.
Đây, em mời chị. Đây, bà, cho chó Mai ít nước. Cho chó Mai ít nước à? Vâng. À. Rồi để bà múc ra, cứ từ từ. Này, từ từ đây. Cái cháu à, múc ngoài tay. Ngoài tay không biết. Múc không kịp mà. Rồi. Quý uống. Cái cháu à, cái cốc trà sữa Việt Quất này là mấy bà cháu là giải quyết hết đấy. Đấy. Bà cho xin nước. À, các cháu à, cứ thứ tư, chiều thứ bảy, chiều chủ nhật về bà nhá. Để bà làm món để mời các cháu thưởng thức nhá. Đấy. À, như riêng cháu Quân là cũ lắm rồi. À, chim trên chân cháu. Cháu Bách ra thủ đô và giờ đứng gần cháu Bách tích mùi thủ đô rồi các cháu ạ. Con cháu uống mai đấy nhá. À, các cháu ơi. Đấy, cái cốc trà sữa Việt Quất hôm nay là bà làm nó cũng thành công các cháu ạ. Khi uống là nó có vị chua chua của Việt Quất nữa. Nhưng mà nó đặc trưng là Việt Quất luôn đấy các cháu ạ. Đây này các cháu ơi, chỗ này là hết rồi. Tí giờ bà múc cho mỗi cháu một chai về là một quà. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip rồi nhá. Thì các cháu xem video để thấy hay, like và chia sẻ video thành nhiều giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá.